Giới chức Campuchia phủ nhận tin đồn em bé bị bạo hành đã chết. Quý vị và các bạn thân mến, ông Jem Makhep, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Trẻ Em CPU, một tổ chức phi chính phủ tham gia vào việc điều tra, khẳng định với báo Phnom Penh Post, điều đó là không đúng, em bé vẫn khỏe và an toàn, đồng thời đang nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng. Liên quan đến vụ thanh niên bạo hành chích điện vào bé trai Campuchia, ông Sosovan, Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Mondulkiri, cơ quan đang điều tra vụ việc cũng xác nhận bé trai trong video bị bạo hành bằng roi điện đã được đưa đến bệnh viện nhà nước ở thành phố Sen Monorom để kiểm tra sức khỏe và hiện đang ở trong tình trạng ổn định. Cả ông Sosovan và ông James MacHeath đều khẳng định rằng bé trai và gia đình bé sẽ được các cơ quan chức năng hết lòng hỗ trợ. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Santi Phép TV, gia đình bé trai hiện đang sống ở huyện Bisrida cho biết mẹ bé làm việc trong đồn điền ca cao của người đàn ông quốc tịch Hà Lan tên là Stephen Strick, người tình của Nguyễn Thành Dũng, nghi can vụ bạo hành trẻ em Campuchia bằng roi điện ở tỉnh Mondulkiri. Còn Dũng làm bếp trong nhà ăn và thỉnh thoảng cũng nấu vài thứ cho bọn trẻ ăn. Mẹ em bé cho biết lúc rảnh Dũng dẫn bé đi chơi, vài lần không có vấn đề gì, nhưng cũng có những lần gia đình phát hiện bé có vết thương trên người. Có lần bé về, gia đình còn thấy bé xỉu nằm ở nhà. Tuy nhiên, gia đình không hề nghi ngờ con mình bị Dũng lạm dụng tình dục. Trong khi đó, bố bé trai, một công nhân bảo trì có gương mặt khắc khổ và đôi mắt đượm buồn chia sẻ, cậu con trai bị Dũng bạo hành là con út của anh mới 2 tuổi. Hiện gia đình anh đang làm việc trong đồn điền ca cao ở huyện Bisrida. Người bố cũng xác nhận cả gia đình chỉ biết con trai út bị bạo hành dã man sau khi được cảnh sát thông báo mọi việc. Anh cho biết hai vợ chồng bận mãi làm ăn nên không có thời gian quan tâm chăm sóc con cái. Nhiều lần, vợ chồng anh thấy con bỏ bữa thì tưởng là bé mãi chơi không về ăn cơm. Khi bé về cùng với Dũng, bé tỏ ra sợ hãi, lo âu, mệt mỏi và có những vết thương trên cơ thể. Vợ chồng anh có hỏi Dũng thì Dũng nói rằng con trai họ bị ngã. Theo Santi Phép TV, video bạo hành em bé Campuchia bằng roi điện đã được quay từ 2 tháng trước, nhưng gần đây mới bị rò rỉ lên mạng xã hội.